Một chiếc thẻ vàng dành cho một cầu thủ bên phía Bình Thuận. Những pha rút thẻ rất quyết đoán của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Người vừa phải nhận thẻ vàng đó là Ngô Anh Vũ. Một hành động không đẹp của Ngô Anh Vũ. Đã có lời qua tiếng lại giữa Ngô Anh Vũ và tiền đạo Nguyễn Văn Vinh. Hai cầu thủ đã có những pha va chạm trước đó. Mặc dù đã phải nhận thẻ vàng, tuy nhiên Ngô Anh Vũ vẫn tỏ ra khá nóng nảy. Hai chiếc thẻ vàng đã được trọng tài Trần Ngọc Nhớ rút ra. Ngô Anh Vũ đang theo kèm rất sát với Nguyễn Văn Vinh. Lê Khánh Toàn đánh đầu, tỷ số là 2-0. 2-0 cho Hải Nam Vinh Yên Vĩnh Phúc. Quá tuyệt vời, tranh biệt đã được nhân đôi. Thi đấu biết mình biết người và nhường thế trận cho đối thủ, nhưng cuối cùng thì Hải Nam Vinh Yên Vĩnh Phúc đã có được bàn thắng thứ hai. Những khuôn mặt băng hoàng của các cầu thủ Bình Thuận. Một pha làm bàn rất dễ dàng của tiền đạo ma số 86. Một pha đệm lòng cận thành và không ai theo kèm Nguyễn Văn Vinh cả. Người mắc sai lầm trong những vừa rồi đó là trung vệ Bùi Văn Đông. Một pha bóng thiếu chủ động của Lê Thế Cường nhưng rất nhanh. Đội trưởng Nguyễn Văn Tùng đã lấy bóng rất nhanh và mở ra một cơ hội phản công dành cho Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Cơ hội. Trọng tài đã cắt còi. Thẻ đỏ rồi, thẻ vàng thứ hai dành cho Ngô Anh Vũ. Một hành động rất xấu của Ngô Anh Vũ. Không cần thiết phải có những hành động như vậy. Ngô Anh Vũ đang rất nóng nảy. Đó là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho hậu vệ màu số 3. Và các cầu thủ Bình Thuận đang không giữ nổi bình tĩnh. Vẫn là những hành động rất xấu của Ngô Anh Vũ. Chắc chắn với hành động của mình thì Ngô Anh Vũ sẽ phải nhận những án kỷ luật rất nặng. Tuy nhiên bây giờ bất lợi cực lớn đang thuộc về Bình Thuận. Cảnh sát và các nhân viên an ninh cũng đã phải vào sân. Tuy nhiên cái đầu nóng của Ngô Anh Vũ dường như vẫn đang bốc hỏa. Trên khán đài của sân vận động 19 tháng 8 có rất nhiều các quan chức. Và thật buồn là họ đã phải chứng kiến những hành động này. Ít phút trước đó thì Ngô Anh Vũ đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và trong pha bóng vừa rồi, một pha rút thẻ cũng rất quyết đoán của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Chúng ta cùng chờ đợi để xem lại tình huống quay chậm dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai của Ngô Anh Vũ. Nhưng bây giờ thì lợi thế quá lớn đang dành cho Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Họ dẫn trước hai bàn và chơi hơn người khi thời gian của một còn khoảng 15 phút nữa mới khép lại. Đó là lỗi hành vi. Mặc dù cái chân của Ngô Anh Vũ chưa chạm vào Nguyễn Văn Vinh, nhưng đó là một pha xoạc bóng rất nguy hiểm. Theo chúng tôi đó là một tình huống rút thẻ chấp nhận được của trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Một lỗi hành vi, một pha xoạc bóng với cái gầm giày rất cao của Ngô Anh Vũ. Nhưng nếu như trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ cảnh cáo trong pha bóng vừa rồi thì trận đấu này sẽ trở nên hay hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Dễ hiểu khi Ngô Anh Vũ đã rất bức xúc, nhưng quyết định cuối cùng cũng đã được đưa ra. Đây là trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đang theo dõi rất kỹ tình huống này. Lê Khánh Toàn đã thực hiện không thành công quả đá phạt. Ở một trận đấu mang tính chất quan trọng và kịch tính cũng như hấp dẫn như thế này,
thì việc cầu thủ Bình Thuận thi đấu thiếu người sẽ khiến cho trận đấu đi theo một cái bản rất khác.